Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Thì thứ gì trước hết ấy, sư có một cái báo nhỏ là vào thứ hai tới 2 tháng 9 âm lịch là giỗ của ngài Cố Hòa Thượng Siêu Việt, thì có đặt bát hội là 100 vị vào buổi sáng khoảng 9 giờ thì chùa có lời mời quý Phật tử cùng đến tham dự lễ dỗ cũng như trạc bát hội và đại lễ trai đàn cầu an cầu siêu đến gia đình quý Phật tử. Và bắt đầu kể từ tuần này đó, thì cái đề mục hành thiền của chúng ta sẽ là đề mục niệm Phật. Và để tránh mọi người hiểu nhầm với cái từ niệm Phật mà xưa giờ mà người Việt mình vẫn hiểu á, cho nên là xin nói là đề mục của mình sẽ là đề mục tùy niệm Phật. Buddhanusati, đề mục tùy niệm Phật. Thì trong suốt cái thời gian này, ngày xưa sẽ hướng dẫn quý vị thế nào là tùy niệm Phật. Mình sẽ tùy niệm 10 cái danh hiệu của Đức Phật. Và khi mà mình nắm được 10 cái danh hiệu đó, mỗi một tuần thì mình sẽ nắm lấy một danh hiệu. Ví dụ như tuần này mình nắm lấy danh hiệu A-la-hán, có nghĩa là bằng A-la-hán thì mình sẽ niệm Đức Phật là A-la-hán, bởi vì ngài như thế này, ngài có những cái đức tính như thế này. Cứ như vậy. Và do cái đề mục tùy niệm Phật ấy, nó quá thâm sâu, bởi vì ơn Đức Phật rất là thâm sâu, cho nên chúng ta không thể đạt được cái kiên cố định, có nghĩa là không thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tối đa chỉ chứng được cái cận định thôi. Bởi vì cái đối tượng mà mình tùy niệm, đến đối tượng mà mình hướng tới là Đức Phật, ơn đức của Đức Phật, nó quá thâm sâu đi. Cho nên là mình không thể nào mình chứng thiền bằng cái đề mục tùy niệm Phật được. Và nói tới cái việc mà niệm Phật á, thì phải nói là mình có rất nhiều cái mà mình phải sửa lại. Có nghĩa là những cái hiểu biết xưa giờ thì bây giờ mình phải sửa lại cho nó đúng, chứ không phải là ở chút ra là cứ niệm Phật. Thứ nhất là đề mục tùy niệm Phật á, thích hợp với cái người nhiều đức tin, có nghĩa là người tín nhiều thì họ thích hợp cho việc niệm Phật. Mà quý vị biết đặc điểm của người nhiều đức tin là tín mạnh thì trí nó sẽ yếu. Khi mà đức tin mình nó quá mạnh á, thì trí mình nó sẽ không phát huy được. Cho nên đề mục tùy niệm Phật không chỉ đơn giản là phát triển cái niềm tin bằng cái việc mình suy tưởng ơn đức của Đức Phật, mà ngoài ra nó còn phát triển cái trí tuệ để nó cân bằng đối với đức tin. Do đó một người mà hành thiền đề mục tùy niệm Phật ấy, thì vì đó không bao giờ có cái chuyện mà mình tính mạnh quá rồi thành ra là cái trí mình nó tịnh luôn. Mà sư không hiểu tại sao mà truyền thừa cho tới bây giờ cái pháp môn niệm Phật, một số nơi họ tu tập triệt tiêu hẳn trí tuệ, có nghĩa là chỉ còn có mỗi niềm tin thôi, cứ tin Phật đi con, niệm Phật đi con, triệt tiêu hẳn trí tuệ, không chắc nhở gì tới trí tuệ, không đề cập gì tới trí tuệ luôn. Thì nó giống như một người đi nó phải có 2 chân nó mới vững, mà trong khi đó bây giờ mình bỏ hết 1 chân thì mình còn 1 chân, thì không thể nào có được cái sự tiến bộ trong giáo pháp. Mà ông chỉ biết nếu như mà mình nói là một cái việc niệm Phật bằng 1, 4 chữ hoặc 6 chữ mà nó bao gồm hết tất cả tam tạng nhé, thì không lẽ giờ mình nói đem cái tủ đại tạng đốt hết đi, kinh tạng, lục tạng, luận tạng đốt hết đi, đâu cần tam tạng làm gì, đâu cần học pháp để làm gì, mình chỉ cần biết niệm Phật 4 chữ 6 chữ thì đủ rồi. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đề mục niệm Phật là một đề mục
tin đi kèm với trí tuệ. Mình phải có trí tuệ để mình hiểu tại sao mình tin Phật, có trí tuệ để mình hiểu Phật là gì và tại sao mình tin, và mình đặt niềm tin đó nên Đức Phật như thế nào, đó mới gọi là niệm Phật. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu đúng về pháp môn niệm Phật, đó là pháp môn dành cho người có nhiều trí tuệ, nhưng trí tuệ đi kèm, xin lỗi, nhiều đức tin, nhưng mà đức tin đi kèm với trí tuệ. Chứ còn nếu như có một ai đó hướng dẫn của việc niệm Phật mà dẹp luôn trí tuệ, không có trí tuệ một bên, chỉ có đức tin thôi, thì cái pháp môn mà họ hướng dẫn là có vấn đề. Tiếp theo nữa, nhiều người họ nói là niệm Phật để trị bệnh, cứ bệnh là đè đầu với niệm Phật. Thì sư xin thưa là uống sai thuốc. Bởi vì đó, trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói một người mà sở dĩ bị bệnh ấy, do năm cái lý do sao. Thứ nhất, họ bị bệnh là do ăn uống. Mình không thể nào đổ thừa được, mình ăn bậy thì mình đổ bệnh ra thôi. Như bây giờ mình ăn những cái đồ hóa chất độc hại thì tự nhiên mình bị bệnh, mình không thể đổ thừa nó do nghiệp. Không phải cái gì cũng đổ thừa do nghiệp, không phải ha. Thứ nhất, mình nguyên nhân bị bệnh thứ nhất là do ăn uống. Anh ăn uống như thế nào đó anh bị bệnh. Thứ hai là do thời tiết nóng, lạnh, hoặc mình còn có thể hiểu rộng ra là do cái môi trường sống. Ví dụ như mình sống trong một cái môi trường ô nhiễm, bụi bẩn, nước, nguồn nước ô nhiễm, không khí ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm đủ thứ, thì mình có thể bị bệnh do cái điều kiện thời tiết như thế. Mình không thể đổ thừa cho nghiệp. Thứ ba là do những cái nội tiết tố, do các hoạt động sinh lý của cơ thể này. Ví dụ như gan, như thận, như tim, như tất cả những cái nội tạng trong cơ thể nó làm việc. Khi nó làm việc không điều hòa thì nó sẽ sinh ra bệnh. Mình không thể đổ thừa do nghiệp được. Thứ tư là do bị người khác tấn công, bị một cái đối tượng khác tấn công cho nên mình bị bệnh. Ví dụ như người ta đánh mình, người ta tấn công mình, hoặc là người ta, một cái chúng sanh khác, ví dụ như vi khuẩn, virus, nó tấn công vào cơ thể mình thì nó cũng làm cho mình bị bệnh. Ví dụ như cảm cúm là do mình bị một cái con virus nào đó nó xâm nhập vào cơ thể thì mình bị bệnh. Và những cái trường hợp đó mình không thể đổ thừa cho nghiệp. Điều thứ năm mới là bệnh do nghiệp sanh. Có nghĩa là cái nghiệp mình tới đó mình bị bệnh thì mình phải bị bệnh. Quý vị thấy có nhiều bệnh rất là lạ, uống thuốc cỡ nào cũng không hết, làm cái gì cũng không hết, thì nó là bệnh do nghiệp sanh. Nhưng mà mình không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp chứ, lặp đi lặp lại. Mình có năm cái nguyên nhân tạo ra một căn bệnh, cho nên cứ đè đầu ra nói bệnh là nghiệp nó nặng, rồi cứ bệnh là lo niệm Phật cũng không phải. Mà quý vị biết là bệnh nào thuốc đó. Mình bị cảm mình uống thuốc cảm, mình bị ho uống thuốc ho, mình bị sụn, mình bị tiêu chảy thì mình uống thuốc tiêu chảy. Tôi nhớ là có một cái anh tới gặp bác sĩ, mà bác sĩ kiểu bác sĩ làng, bác sĩ lâm bâm, mà kiểu ai tới thì xin thuốc để cho bệnh dịch. Thì có lần anh này ảnh đau đầu thì anh tới anh xin thuốc, thì ông này ông cho cũng viên đầu trắng đầu đỏ cho uống thuốc, thì anh lấy cái thuốc đó anh đem về anh uống. Rồi bữa sau anh đau bụng, anh tới xin thuốc thì ông bác sĩ cũng cho cái viên đầu trắng đầu đỏ anh. Ủa sao kỳ vậy, đau đầu uống viên này mà đau bụng uống viên này, bác sĩ đau gì cũng là đau, miễn đau là mày uống cái thuốc này thôi. Cứ vậy là cho viên đầu trắng đầu đỏ, cứ hễ đau là dớt cái giọt ra cái viên đó. Cái chuyện này chỉ có thiệt nha, chứ không phải là tự sự bịa ra. Quý vị thấy cứ hễ có cái gì nữa cũng đè đầu ra bắt người ta niệm Phật là sai lầm. Mình phải hiểu rõ cái nguyên nhân, ví dụ như bệnh, nguyên nhân mình bị bệnh do ăn uống thì mình bắt buộc mình phải thay đổi cái cách ăn uống lại cho nó hợp lý. Nếu như bệnh
là do cái môi trường, do thời tiết thì mình phải tìm một cái môi trường khác. Nếu như mà mình sống ở xứ lạnh không được thì mình chuyển qua cái xứ khác. Thì mình nếu như mình do thời tiết thì mình phải cải thiện cái môi trường sống, cải thiện cái cách sinh hoạt của mình xưa giờ. Nếu như bệnh là do cái nội tiết tố của cơ thể thì mình phải lo bảo trì, bảo dưỡng cái cơ thể này làm sao cho nó hợp lý. Ví dụ như cứ ăn không ngồi rồi nhậu suốt, cái việc mà mình nhậu nó phá gan ghê lắm quý vị. Không lẽ giờ mình nói là cái nghiệp tôi vậy, thành ra tôi cứ nhậu, nhậu rồi cái đổ bệnh ra gan, bắt đầu là nó hại gan, hại thận, hại đủ thứ, nó thôi vô nghiệp, cái nghiệp nó vậy tôi phải chịu, là sư không đồng ý, cái đó mình cũng thường. Mình phải cải thiện lại. Rồi nếu như mà mình bị bệnh mà do một cái vi khuẩn hoặc là do một cái đối tượng khác nó tấn công thì mình cũng phải có cách đối trị phù hợp với nó. Chỉ có cái bệnh vô nghiệp nè thì mình mới giải quyết theo Phật pháp. Mà xin thưa với quý vị đó, bệnh do nghiệp ở đâu có? Cái nhân nào mà tạo ra cái nghiệp bệnh tật? Đó là cái nhân làm hại chúng sanh khác, làm cho người khác đau khổ. Ví dụ như mình đánh đập người ta, mình mắng chửi người ta, mình làm cho người ta đau khổ. Không chỉ mình làm cho người, mình còn làm cho con vật. Quý vị có biết là mỗi một lần, giả sử như mình có nuôi con chó, nuôi con mèo, thì mỗi một lần mình đánh nó, mình đập nó, mình mắng, mình chửi nó, thì mình cũng gieo cái nhân bệnh tật cho đời sau kiếp khác. Hoặc là mình đi vô những cái nơi công cộng, mình xả rác bừa bãi, thì quý vị biết cái nhân xả rác đó là cái nhân bệnh tật. Nó tạo ra cái môi trường không có lành mạnh thì nó sẽ tạo ra bệnh tật. Thì khi mình tạo ra những cái nhân như vậy, đời sau kiếp khác mình sẽ phải chịu bệnh tật, nó là điều đương nhiên. Và đó, nếu như mà bệnh vô nghiệp đó, thì xin thưa là không có thuốc chữa, chỉ còn mỗi một cách là mình đề phòng cho cái đời sau kiếp khác mình không còn phải chịu cái bệnh do nghiệp đó nữa, bằng cách là mình không làm hại chúng sanh khác, không làm cho người ta buồn, người ta khổ. Chứ còn cái bệnh do nghiệp là không cách chi mà chữa được. Mình cứ nói là bây giờ mình lo ra niệm Phật, sư xin thưa Đức Phật cũng có bệnh rồi, Đức Phật niệm ai? Trong kinh có vô số, có rất nhiều những trường hợp Đức Phật bệnh, ngài vẫn cần bác sĩ, đó là lương y siêu quá cá trị bệnh cho ngài, chứ ngài đâu có niệm Phật đâu. Cũng theo kinh tạng, còn có một trường hợp nữa, Đức Phật vượt qua căn bệnh bằng cách nào? Bằng cách nghe pháp. Ngài gọi một cái vị đệ tử của ngài, ví dụ như ngài Ananda hoặc là một vị đệ tử khác, thuyết pháp. Thuyết cái gì? Thuyết về thân giác chi. Thân giác chi hôm bữa sư có hướng dẫn của vị rồi. Và khi nghe pháp như vậy đó, ngài sống, ngài chìm trong chánh pháp, ngài có cái niềm hoan hỷ trong chánh pháp, thì ngài dùng cái hỷ đó để ngài vượt qua căn bệnh. Chứ ngài đâu có niệm Phật đâu. Rồi còn một trường hợp nữa là có một lần ngài bị bệnh mà được mô tả giống như là bị đột quỵ đó, mà ngài nghĩ là nếu như một cái người nào khác mà bị cái căn bệnh như thế này, ví dụ bị đột quỵ như thế này là họ chết. Nhưng mà Đấng Như Lai không thể chết trước khi mà dặn dò thu xếp cho hàng đệ tử được. Có nghĩa là ngài chưa có căn dặn, chưa có thu xếp cho đệ tử thì ngài không thể chết. Cho nên ngài dùng cái thiền định của ngài để ngài kiềm chế cái căn bệnh đó lại. Và ngài chú nguyện là từ giờ cho tới 3 tháng sau là không được tái phát căn bệnh này nữa. Và cứ như vậy ngài lướt qua căn bệnh. Không hề có chuyện nói bệnh là niệm Phật. Cho nên nếu như mình cứ kêu bệnh là niệm Phật thì mình uống sai thuốc. Và uống sai thuốc thì chắc chắn là không có kết quả. Ví dụ như mình bị ho mà mình uống thuốc cảm thì chắc chắn không có kết quả. Chứ không phải là mình nói cứ ho, cứ thể đau là cứ cũng cứ đầu trắng đầu đỏ, đau đầu cũng đầu trắng đầu đỏ, đau bụng cũng đầu trắng đầu đỏ là sai lầm. Còn cái nữa đó, sư lặp đi lặp lại cho những người mới, niệm Phật theo kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, chính Đức Phật đề nghị
niệm Phật, nhưng mà không phải là mình réo gọi tên Phật. Niệm Phật không phải là réo gọi tên Phật, mà niệm Phật là niệm tưởng, suy tưởng về cái ân đức của Phật, thì đó mới gọi là niệm Phật. Cho nên sư tránh dùng cái từ niệm Phật mà sử dụng cái từ là tùy niệm Phật, để không có hiểu nhầm. Cứ hiểu nhầm niệm Phật là cứ réo gọi tên Phật mà mình gọi là niệm Phật thì không phải là niệm Phật ha. Đó là réo tên Phật. Mình gọi pháp môn đó là pháp môn réo tên Phật, chứ không phải pháp môn niệm Phật. Còn cái nữa đó, nhiều người họ suy nghĩ niệm Phật là cầu công đức, niệm Phật có phước. Nó không ai sai, nhưng mà xin thưa với quý vị đó, cái mục đích, mình phải hiểu mục đích mình niệm Phật để làm cái gì. Nếu như mục đích quý vị niệm Phật để quý vị cầu công đức, thì sư xin thưa cái phước đức mà quý vị có để niệm Phật ấy, nó không bằng một gốc cái phước quý vị tu tập tứ vô lượng tâm. Nếu như quý vị cầu công đức, sư khuyến khích quý vị tu tập tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả có nhiều phước hơn. Nếu mà nói về phước, cái việc mà quý vị tu tứ vô lượng tâm nhiều phước hơn niệm Phật. Còn nếu như mà nói phước giải thoát, thì chỉ có tu tập tứ niệm xứ thì mới gieo cái công đức giải thoát thôi. Ngoài ra tất cả các đề mục khác không có gieo công đức giải thoát, trừ phi mình dùng cái đề mục cụ thể ở đây là đề mục niệm Phật. Sau khi mình niệm Phật, mình đạt tới cái tầng thứ là cận định, mình dùng cái khả năng định tâm đó, mình quan sát danh sắc, mình chuyển qua mình hành thiền tứ niệm xứ để chấm dứt sanh tử, thì đó mới là cách đúng đắn. Cho nên Đức Phật không bao giờ chỉ dạy đệ tử mỗi một việc là niệm Phật, không phải. Mà mình phải dùng cái niệm Phật đó để gì? Thứ nhất, khi mà mình chứng được cận định, về cơ bản năm chuyện cái nó suy giảm, mình không bị ảnh hưởng bởi năm chuyện. Năm chuyện là cái gì? Tham dục nè, sân hận nè, hoài nghi nè, hôn trầm, cảm hối. Khi mình không còn những cái ô nhiễm đó, mình nó bị đè nén xuống, thì cái tâm mình tạm thời nó vắng lặng, nó trong sạch. Thì mình dùng cái khả năng tĩnh tâm đó, mình bắt đầu mình quan sát cái sự sanh diệt của danh sắc, và đó gọi là hạnh tứ niệm xứ. Nhờ như vậy phát triển trí tuệ, chứng được niết bàn, chấm dứt khổ đau. Chứ còn mà mình niệm Phật mà chỉ cả một đời cái niệm Phật không thôi thì e là sai lầm. Sư ví dụ, bà mẹ kêu đứa con, có ăn cơm, cơm đút vô miệng con nhai, thì không lẽ giờ đứa nhỏ nó chỉ có đút vô miệng, cơm đút vô miệng nó nhai thôi, nó không có nuốt, thì hỏi thì có no hay không? Không thể nào no. Cứ cơm nhai là phải nuốt. Cũng như vậy, hành thiền niệm Phật thì phải dùng cái định của niệm Phật đó chuyển qua thiền quán tứ niệm xứ thì mình mới chấm dứt đau khổ. Còn mình chỉ có niệm Phật không thôi, cũng giống như ăn cơm chỉ nhai không nuốt, cả đời không bao giờ giải thoát được. Cho nên nếu như mà mình chỉ niệm Phật một đời không thôi, không hành tứ niệm xứ, mà mình niệm Phật để mình cầu công đức, thì xin thưa không ra gì hết. Nếu như cầu phước, cầu công đức, sư khuyến khích quý vị hành tứ vô lượng tâm nhiều phước hơn. Nếu như cầu giải thoát thì phải tu tập tứ niệm xứ. Còn nếu như niệm Phật không thôi, bản thân nó chưa là cái gì hết. Điều tiếp theo nữa mà mình cần hiểu đúng về cái pháp môn niệm Phật ấy, là có cái câu là tam thời hệ niệm. Quý vị thường nghe, nhất là ai ở bên tịnh độ hay nghe cái từ này. Thực tế trong Tăng Di Bộ Kinh, Đức Phật có dạy như thế này: vị tỳ kheo buổi sáng nhiệt tâm tỉnh giác tùy niệm Phật, bút tha lưu sa tí. Hoặc mình có thể mình dùng cái từ là niệm Phật cũng được. Buổi trưa vị tỳ kheo nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác tùy niệm Phật. Buổi tối vị tỳ kheo nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác tùy niệm Phật. Có nghĩa là buổi sáng, buổi trưa và buổi tối mình đều nhiệt tâm tinh tấn để mình tùy niệm Phật, thì đó gọi là tam thời hệ niệm. Hiểu như vậy thì nó quá tuyệt vời.
chứ mình không thể hiểu là buổi sáng, buổi chiều, buổi tối tam thời đó mình réo gọi tên Phật thì không gọi là tam thời thiền niệm, là tam thời réo tên Phật. Nhớ hiểu đúng thì trí tuệ nó mới phát sanh. Còn nếu như mà quý vị tu niệm Phật mà mình triệt tiêu trí tuệ thì xin thưa là uổng quá. Người ta đi bằng hai chân, tự nhiên mình chặt hết một chân, mình còn một chân để làm cái gì? Do đó trí tuệ để làm cái gì? Hiểu ân đức của Đức Phật là như thế nào thì mới gọi là tùy niệm Phật. Thì ngày hôm qua, tuần trước ấy, sư đã giảng cái ý nghĩa đầu tiên của cái từ A-la-hán, có nghĩa là A-la-hán. Đức Phật là bậc A-la-hán bởi thứ nhất, Ngài là người đã xa lìa tất cả phiền não tật xấu, cho nên Ngài được gọi là A-la-hán. Cái này nó quan trọng lắm quý vị. Ví dụ như những cái vị thanh văn đệ tử của Ngài thì còn có những cái tiền thiên tật. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất trí tuệ, nhưng mà Ngài đi qua cái vũng nước thì người ta thì đi vòng qua, hoặc có người họ lội qua, nhưng mà Ngài thì Ngài thích nhảy qua. Nhưng mà Đức Phật thì không bao giờ làm chuyện đó. Nhưng mà Ngài còn một cái gọi là cái cố tật. Hoặc là có một vị tỳ kheo do 500 kiếp liên tục, vị này sống trong cái nhân mà đầu đường xó chợ, cho nên cứ mở miệng ra là văn tục. Thì người ta nói là ông thầy tu sao mà không có tâm từ gì hết, cứ mở miệng ra là chửi bậy. Thì Đức Phật nói không phải, do vị này 500 kiếp liên tục sống trong một cái giai cấp như vậy đó, cho nên là Ngài còn cái tiền thiên tật. Chứ thực tế là Ngài có tình thương đối với chúng sanh là vô bờ vô bến, Ngài luôn có tâm từ đối với chúng sanh. Nhưng mà do cái tiền thiên tật cho nên là Ngài cứ mở miệng ra là Ngài nói dung tục như thế. Thì tất cả chúng sanh đều có cái tiền thiên tật. Ví dụ như mình có một cái khuynh hướng nào đó, chẳng hạn mình thích ăn cái này, thích ăn cái kia, hoặc là mình đi, mình thích đi như thế này, thích đi như thế kia, mình thích nằm như thế này, thích nằm như thế kia. Nhưng mà Đức Phật không phải. Đức Phật đã xa lìa tất cả những cái tiền thiên tật đó, Ngài không còn những cái thói hư tật xấu của cái đời trước nữa, cho nên Ngài được gọi là A-la-hán. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai đó, Ngài sở dĩ được gọi là một bậc A-la-hán là bởi vì Ngài là người đã giết chết kẻ thù. Mà kẻ thù ở đây chính là gì? Là phiền não. Nhớ là khi mà mình hành thiền, mình tùy niệm Phật, mình nghĩ đầu tiên thứ nhất, Ngài gọi là A-la-hán bởi vì Ngài là người đã diệt trừ, đã xa lìa tất cả những phiền não, cho nên Ngài được gọi là A-la-hán. Thứ hai, Ngài được gọi là A-la-hán bởi vì Ngài là người đã giết chết kẻ thù, và kẻ thù ở đây chính là phiền não. Cứ suy tưởng như vậy, nó sẽ làm trí tuệ mình phát sanh và đức tin của mình cũng phát sanh. Và cái phiền não đây nó có hai thứ. Thứ nhất là phiền não dạng thô, ví dụ như tham nè, sân nè, đó là cái dạng phiền não thô. Thì khi mình hành thiền, khi mình chứng thiền là tự nhiên là mình đè nén hết năm cái chuyện cái, là khi đó coi như những cái phiền não tạm thời nó vắng mặt, thì mình không còn ham thích cái gì nữa. Còn bình thường người ở thế gian họ chạy theo cái họ thích hoặc chạy theo cái họ ghét, mà chính vì chạy theo cái họ thích cái họ ghét đó cho nên họ đau khổ. Vì tôi thích cái nhà cái xe cho nên tôi làm việc như con trâu như con bò để tôi có được cái nhà cái xe. Mà tới hồi mình có được cái nhà cái xe đó rồi thì bèo lắm thì cũng 40-50 tuổi rồi, mình hưởng được bao nhiêu đâu, rồi cũng chết. Rồi mình để lại cái nhà cái xe đó cho con, mà con mình chắc gì nó đã thèm đâu, có khi nó thích cái nhà cái xe khác bự hơn, hoặc có đem nó bán cũng vậy. Thì chúng sanh ở thế gian là như vậy, họ chạy theo cái họ thích hoặc chạy theo cái họ ghét.
Còn một vị đã đắc thiền thì vị đó xa lìa những cái phiền não vô, không còn nữa. Nhưng mà họ còn những cái phiền não tế, có nghĩa là cái phiền não dạng tiềm tàng. Hán dịch là tiền miên, mà Việt dịch mình gọi là ngủ ngầm. Cho nên là trong cái câu hồi hướng thì mình có nói là do sự phước báo tôi đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những tiền ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Thì cái ngủ ngầm đó những cái sự cái ô nhiễm tiềm tàng. Tiềm tàng nghĩa là sao? Chẳng hạn như bây giờ mình hành thiền, mình trong sạch rồi, mình cảm thấy với mình giống như là thánh gì đó. Mình không có tham, không có hờn giận ai hết, không có thích cái gì hết. Mình cứ nghĩ mình như là một ông thánh. Nhưng mà bắt một cú điện thoại lên, nghe chồng mình, vợ mình đang đi với thằng khác, con khác, là tự nhiên nó khác liền. Là bắt đầu là máu nóng nó dồn lên mặt, rồi bọn mình phải đi mình giải quyết, với tu không nổi nữa. Cho nên quý vị biết lý do tại sao mà trong những cái khóa thiền, những khóa tu dài ngày đó, khuyến khích mọi người dẹp điện thoại, hoặc là nhiều nơi tịch thu luôn điện thoại. Tại sao vậy? Thầy sợ cái phiền não tiềm tàng quý vị, chỉ cần mà bắt một cú phone lên thôi, nghe ở ngoài nó có cái chuyện gì là mình bắt đầu sân si lên, là mình không tu được. Thì chúng sanh còn cái phiền não tiềm tàng. Ngay cả một cái hành giả đã đắc thiền, đã chứng thiền, có thần thông, cũng còn cái phiền não tiềm tàng. Ví dụ như sư nói Bồ Tát, trong một kiếp Bồ Tát có thần thông ấy, đắc thiền có thần thông, ngài đi mây về gió. Trong một lần ngài vô tình ngài thấy bà hoàng hậu khỏa thân, là ngay lập tức rớt liền, đang bay ở trên trời là rớt xuống mặt. Đi thì bay đi, mà về đi bộ về. Cho nên cái phiền não tiềm tàng nó vẫn còn ở đó, cho dù mình có đắc thiền đắc thông đi chăng nữa, chưa chứng thánh thì vẫn còn ở đó. Và còn ở đó là còn có cơ hội chỗ. Cho nên nhiều người khi mà họ phạm tội rồi, người ta tới người ta hỏi gia đình, hỏi hàng xóm, lúc nào cũng nghe con thằng này hồi trước nó ở nhà nó hiền, đâu có hại ai, đâu có phá ai bao giờ. Hoặc ở xóm, ở làng nó cũng hiền, nó không có hại ai, không có phá ai hết trơn ấy. Không hiểu tại sao nó làm ra cái chuyện động trời như vậy. Nhưng mà người ở thế gian họ không hiểu cái này, là mỗi chúng sanh mặc dù ngoài mặt mình không có những cái phiền não thô, nhưng mà còn có cái phiền não tiềm tàng. Hễ có điều kiện là tự nhiên nó trổ. Mà Đức Phật là người đã giết chết cái kẻ thù này, ngài nhổ cỏ là ngài nhổ tận gốc, không còn cái phiền não thô, và cũng không còn luôn cả cái phiền não tiềm tàng ở trong tâm nữa. Cho nên ngài không vì bất kỳ một lý do gì để mà ngài còn có phiền não. Vì vậy ngài được gọi là một bậc A La Hán. Còn mình là những cái người nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dọn nhà, mình là những cái người mà nuôi dưỡng kẻ thù, biết nó là kẻ thù, biết tham dục nó là kẻ thù, biết sân hận nó là kẻ thù, biết nó là kẻ thù đó, mà mình cứ nuôi nó, thương nó, nuôi nó, nuôi cho nó lớn lên, nó quay đầu nó hại mình, nó quay nó cắn mình, là mình là những người nuôi dưỡng kẻ thù. Còn Đức Phật là người giết chết kẻ thù. Đó là ý nghĩa thứ hai của cái từ A-la-hán. Còn ý nghĩa thứ ba của cái từ A-la-hán là ngài là người đã bẻ gãy cái bánh xe sanh tử luân hồi bằng trí tuệ. Cho nên ngài được gọi là A-la-hán. Thì cái trí tuệ hiểu rõ là hiểu rõ cái gì? Hiểu rõ về 12 cái nhân duyên của chúng sanh. Hiểu rõ là vô, bởi vì nó không hiểu được cái sự thật, do vô minh không hiểu được sự thật. Cho nên là chúng sanh tạo ra tất cả những cái nghiệp thiện ác. Mà những nghiệp thiện ác này gồm có cái gì? Thứ nhất là phi phúc hành, có nghĩa là những cái nghiệp bất thiện.
mình muốn được hạnh phúc, mình muốn làm ăn mua bán, mình muốn kiếm sống bằng những cái việc bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Quý vị để ý coi, cái nghiệp ở thế gian này họ sống bằng những cái nghề này rất là nhiều. Và khi mà họ trộm cắp được một cái vật gì đó của người khác và họ nghĩ đó là hạnh phúc, họ cho rằng đây là cái cách tốt nhất để hạnh phúc. Con ơi nhớ lấy đời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Bây giờ một đêm ăn trộm là bằng 3 năm tù. Thì quý vị thấy, họ thấy cái việc mà mưu cầu hạnh phúc, ai cũng muốn hạnh phúc hết, nhưng mà họ tìm hạnh phúc bằng cái việc là họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì đó là phi phúc hành. Bởi vì họ vô minh, họ không hiểu nghiệp và quả của nghiệp, cho nên họ cứ thích làm những cái chuyện đó. Cái thứ hai, có những người thông minh hơn một chút xíu, thì họ muốn hạnh phúc thì họ làm những cái việc công đức. Ví dụ như bố thí, giữ giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, hồi hướng, tùy hỷ, sửa sang chi kiến cho đúng. Họ làm tất cả những cái việc phước, những cái việc thiện. Hoặc là có những người họ cao cấp hơn nữa, họ tu thiền, họ chứng thiền, họ đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Họ đắc không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì tất cả những cái người mưu cầu hạnh phúc đều gói gọn lại trong ba việc này: hoặc làm việc bất thiện, hoặc làm việc thiện, hoặc là tu thiền. Mà mình gọi đó là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Và bằng trí tuệ của một vị chánh đẳng giác, ngài hiểu là nếu như mà mình làm những cái việc bất thiện, phi phúc hành ấy, thì đi xuống cõi khổ. Làm những việc thiện như phúc hành thì mình đi về những cõi trời, cõi người, dục giới. Còn mình làm những cái việc thiện, bất động hành, thì mình đi về cái cõi phạm thiên. Nhưng mà hết tuổi thọ rồi đâu cũng vào đó. Cái người làm bất thiện, họ cứ luân hồi ở những cái cõi khổ. Nhờ một cái phước thiện nào đó, họ trồi lên làm người làm trời. Nhưng mà khi làm người làm trời đó, họ lại tiếp tục làm những cái việc bất thiện, thì họ lại tiếp tục họ sa đọa. Cái người bất thiện đã đành rồi, cái người làm thiện cũng không khá hơn. Mình làm thiện, mình vun bồi công đức, thì tới một cái lúc nào đó, hết tuổi thọ, mình đi về cõi lành, sanh về cõi người, cõi trời. Hoặc tu thiền, mình sanh về cõi phạm thiên. Nhưng mà sao? Hết cái tuổi thọ rồi đó, là mình tiếp tục đi xuống. Tại sao? Phước hưởng hết rồi, cái tội nó để cho ai? Và sau khi hưởng hết cái tuổi thọ, mình bắt đầu mình đọa xuống tiếp những cõi khổ. Cứ như vậy chúng sanh sanh tử luân hồi. Và ngài thấy đó, chính vì làm những cái việc thiện ác đó mà chúng sanh gieo cái nhân sanh tử. Và chính vì gieo cái nhân sanh tử đó mà chúng sanh có một cái thân khác ở đời sau kiếp khác. Mình đi đầu thai mà, thì mình có những cái thân và tâm ở đời sau kiếp khác. Và chính vì mình có thân và có tâm đó, cho nên ấy, mình mới có những cái cảnh để mà mình hưởng thụ. Ví dụ như mình có con mắt, mình mới có cái để mình nhìn. Mình có tai thì mình có cái để mình nghe. Mình có mũi thì có cái để mình ngửi. Và mình có lưỡi, có cái để mình nếm. Có thân, có cái để xúc chạm. Có ý thì có cái để suy tư. Cái vấn đề là như vậy. Khi mà chúng ta có được có thân và có tâm này đó, thì chúng ta bắt đầu hưởng những cái quả thiện hoặc ác của kiếp trước. Nhưng mà chúng sanh thường hưởng cái quả thiện bằng tâm tham. Ví dụ như mình được sắc đẹp, mình được giàu có, mình có sức khỏe, thì mình thường hưởng cái phước đó bằng tâm tham. Rồi khi mà mình bị bất trắc ở cõi đời, ví dụ như mình gặp những cái thứ mình không thích, gặp người không ưa, thì mình phản ứng lại bằng tâm sân. Và chính vì những cái tham, cái sân đó, đó nó lại tạo ra cái nghiệp bất thiện cho đời sau kiếp khác, và lại sanh tử luân hồi.
Và Ngài thấy chúng sanh là một cái vòng luẩn quẩn. Họ sanh ra, họ tạo nghiệp, rồi chính cái nghiệp đó đẩy họ tiếp tục đi đầu thai. Mà khi họ đi đầu thai, họ lại tiếp tục tạo nghiệp, lại đi đầu thai nữa. Cứ như vậy mà chúng sanh làm tới làm lui, làm tới làm lui. Mà trong cái dòng sanh tử luân hồi đó, cái kiếp mà mình bị khổ nó nhiều hơn cái kiếp bị vui. Quý vị thử tưởng tượng có bao giờ mà mình hưởng cái quả lành bằng cái tâm thiện không? Hiếm lắm. Có ai giàu mà họ không thích cái chuyện giàu? Có ai đẹp mà họ không ưa cái nhan sắc của họ? Có ai được hưởng cái phước thiện mà họ không tham, không thích ngay cái phước thiện đó? Và có ai mà hưởng cái quả bất thiện mà họ lại không ghét cái quả bất thiện của họ? Khó lắm. Bao nhiêu người lợi dụng cái thân người này để tiếp tục tu tập đưa đến cái con đường giải thoát, hiếm lắm quý vị. Cho nên mới đưa đến một cái tình trạng là chúng sanh còn sanh tử luân hồi thì khổ nhiều hơn vui. Mà khổ nhiều hơn vui có nghĩa là 99% là khổ, chỉ có 0,0 mấy% là vui thôi. Và bằng cái trí tuệ Ngài hiểu rõ cái bánh xe sanh tử luân hồi 12 duyên khởi là như thế đó, cho nên Ngài chấm dứt nó. Ngài hiểu được nó, Ngài chấm dứt nó bằng cái cách là Ngài nhàm chán. Tự nhiên Ngài nhàm chán thì cái chuyện nhàm chán đó là cái trí tuệ giải thoát. Ngài không còn gieo cái nhân sanh tử nữa thì Ngài không còn sanh tử. Cho nên Ngài là người đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Do đó Ngài được gọi là bậc A-la-hán. Thứ tư, Ngài được gọi là bậc A-la-hán bởi vì Ngài là người xứng đáng được cúng dường và tôn trọng. Quý vị biết là tất cả mọi người đều xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được tôn trọng hết, chứ không riêng gì Ngài. Nhưng mà so với tất cả chúng sanh thì Ngài là đứng đầu. Bởi vì sao? Vì chúng sanh ấy còn sống trong dục, còn thích cái này ghét cái kia, còn sống theo bản năng. Nhưng mà Phật thì không. Cho nên ấy, Ngài là bậc ly dục. Vì Ngài là bậc ly dục cho nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Trong cái kinh phân biệt cúng dường quý vị, Đức Phật nói cái người mà cúng dường, bố thí cúng dường cho cái hàng súc sanh ấy thì được 100 lần phước. Bố thí cúng dường cho cái loài người mà phá giới thì được 1000 lần phước. Bố thí cúng dường cho người phá giới thì không bằng bố thí cúng dường cho người có giữ năm giới. Bố thí cúng dường cho người có giữ năm giới không bằng bố thí cúng dường cho người giữ 8 giới. Bố thí cúng dường cho người giữ 8 giới thì không bằng bố thí cúng dường cho một vị sa di. Bố thí cúng dường cho một vị sa di thì không bằng bố thí cúng dường cho một vị tỳ kheo. Mà bố thí cúng dường cho một vị tỳ kheo còn phàm thì không bằng bố thí cúng dường cho một vị tỳ kheo chứng sơ quả. Và tiếp theo nữa, sơ quả thì không bằng nhị quả, nhị quả không bằng tam quả không bằng tứ quả. Và bố thí cúng dường cho một vị thanh văn giác thì không bằng bố thí cúng dường cho một vị độc giác. Bố thí cúng dường cho một vị độc giác thì không bằng bố thí cúng dường cho một vị chánh đẳng giác. Cho nên Ngài là cái người xứng đáng được cúng dường, bố thí và tôn trọng nhất trong ba cõi trời người này. Không còn ai xứng đáng hơn Ngài được hết. Cho nên Hán dịch cái từ này là ứng cúng, có nghĩa là xứng đáng được cúng dường. Mà nhiều nơi nếu quý vị để là ứng cúng đường, sư xin thưa là hình như là mình hơi lạm dụng cái từ ứng cúng. Bởi vì mình không được như Ngài. Chỉ có Ngài thì mới đáng được gọi là cái bậc ứng cúng, có nghĩa là xứng đáng được cúng dường. Còn mình phàm 100% thì hình như không đáng. Rồi đó, quý vị biết là có một vị trời
Vì đó nói như thế này: trong một cái kiếp Đức Phật quá khứ thì vị này là một người rất là nghèo, một người ăn xin. Thì khi mà vị này đến cái bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật quá khứ thì người tới người lui để họ cúng dường, cúng dường tháp thờ Xá Lợi, thì có một anh ấy, ảnh cúng dường, thì gió nó thổi mấy cái bông trên cái khay của ảnh ấy, có một bông gió thổi nó rớt ra ngoài, rớt xuống đất. Thì quý vị biết mà, thường ví dụ như mình có một cái khay mà bông ấy, mà gió thổi nó rớt ra thì thôi mình bỏ đi, chứ đâu có ai mà rảnh đâu mà lượm. Thì cái anh này ảnh bỏ, thì cái anh nhà nghèo này nè, thì ảnh mới xin, xin cái bông đó, cái bông mà vừa mới bị rớt xuống, ảnh xin. Và ảnh bằng tất cả cái tấm lòng của ảnh, ảnh bố thí cái bông duy nhất ảnh có, bố thí lên trên cái tháp thờ Xá Lợi. Và vị này nói là trong 7 kiếp liên tục, vị này không biết đến cõi khổ là gì. Có nghĩa là cứ sanh lên cõi người, cõi trời, hưởng hết phước thì thôi, không biết tới cõi khổ. Từ thời Đức Phật quá khứ cho tới cái thời Đức Phật hiện tại, chỉ bố thí cúng dường một cái bông, mà không phải cái bông bình thường nữa, cái bông mà người gió thổi nó lập rớt ra, lượm cúng dường. Cho nên nếu như mà có một cái đối tượng nào đó xứng đáng được cúng dường và trân trọng thì đó chỉ có thể là Đức Thế Tôn, người đáng được cúng dường nhất trong tam giới. Do đó Ngài được gọi là Bậc A-La-Hán. Mà sẵn đây thì sư nhớ là có một cái tích truyện ở tích truyện dân gian mà nhiều người họ đọc họ rất là tâm đắc. Là cái tích truyện là có một cái bà lão nghèo đó, rồi đi ăn xin được một cái muỗng dầu, rồi lấy cái muỗng dầu đó đốt đèn để cúng dường cho Phật. Rồi sau khi mà cái đại hội đại lễ đã xong rồi thì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài dùng thần thông mà Ngài dẹp hết những cái đồ vật vật phẩm cúng dường đó, nhưng mà riêng có cái muỗng dầu của bà lão thì nó vẫn còn, thần thông Ngài không dẹp được. Và Đức Phật nói là ông không thể nào mà dẹp được cái vật phẩm cúng dường của một vị Phật vị lai. Quý vị có nghe cái câu chuyện này không? Hồi nhỏ sư nghe thì sư cũng thấy rất là xúc động, rất là hay. Nhưng mà học Phật, học tìm hiểu kỹ giáo lý, sư thấy rất nhiều những cái điểm vô lý ở trong đây. Thứ nhất, để trở thành một cái người mà được Đức Phật thọ ký, có nghĩa là chắc chắn sẽ thành Phật. Đầu tiên, vị này đó phải là người nam, phải là con người, mà phải là người nam, không thể nào là người nữ. Đức Phật không bao giờ thọ ký cho người nữ sẽ thành một vị Phật, có thể thành một vị chánh đẳng giác, không bao giờ. Không phải là Ngài kỳ thị người nữ, mà bởi vì làm một vị chánh đẳng giác là mình phải có những cái đặc tính mạnh mẽ của người đàn ông. Mình phải, cái vai của mình phải mang vác cả thế giới, gánh vác cả nhân loại, cả chư thiên, cả tam thiên đại thiên thế giới. Một người như vậy không thể, thì phải bỏ đi những cái đức tánh của người nữ. Những đức tánh nào của người nữ mà phải bỏ? Có nghĩa là bỏ cái tánh thích nhõng nhẽo này, thích ỷ lại, có thích nương tựa đó. Người nữ thích nương tựa lắm. Phải bỏ cái tánh nương tựa, tại vì mình gánh vác cả tam thiên đại thiên thế giới thì mình phải là trụ cột cho người khác nương tựa. Mình không thể nào thích nương tựa được, cho nên phải bỏ cái tánh thích nương tựa đó đi. Rồi cái nữa, mình phải là người chủ động đạt thành Phật quả. Mà quý vị phải là người chủ động. Người nữ thích bị động, thích bị chinh phục. Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng thích là cái người mà ở cái thế bị động hơn là cái thế chủ động. Mà làm Phật thì phải bỏ cái tánh đó đi. Rồi làm Phật thì phải có cái chuyện là nhìn xa trông rộng, có nghĩa là nhìn thấy được cái lợi ích lớn, chứ không thể nào nói đây là con của tôi thì tôi phải thương hơn một chút. Không được. Phải bỏ cái tánh đó, nó là bỏ cái tình mẫu tử, bỏ cái thân bằng quyến thuộc, bỏ cái chuyện tình cảm nó đi. Phải dùng cái trí tuệ để suy xét. Phải bỏ.
Bởi vì ta cứ bỏ hết những cái đặc tánh đó thì tự nhiên là thành người nam thôi chứ không có gì. Không phải Đức Phật kỳ thị người nữ, nhưng mà để làm một vị chánh đẳng giác thì phải bỏ những cái đặc tánh vốn dĩ có ở người nữ. Và khi mình bỏ hết những cái tánh đó thì tự nhiên mình thành người nam thôi. Chứ còn sư xin thưa, nhiều người nói tôi chán làm người nữ lắm. Nhưng mà chán thì chán, vẫn thích trang điểm. Chán làm người nữ mà vẫn cứ thích nương tựa, thích kiếm một tấm chồng, hoặc cùng lắm thích kiếm một đứa con để hủ hỷ, thì đó mình vẫn chưa thoát được cái kiếp người nữ. Và tiếp theo nữa là một vị Bồ Tát chánh đẳng giác thì cái kiếp mà Ngài được thọ ký đó, thì Ngài không làm những cái nghiệp mà phải bị tái sanh lập thân nữ, ví dụ như nghiệp tà dâm. Cho nên vào cái kiếp mà Đức Phật nói là cái con người này là sẽ thành một vị chánh đẳng giác vào cái thời vị lai, thì con người đó không thể nào là người nữ. Cái thứ hai, cái người, cái đối tượng mà được Đức Phật thọ ký đó đó phải là người xuất gia. Có thể xuất gia làm đạo sĩ cũng được, không nhất thiết phải xuất gia theo Phật, nhưng ít nhất phải là người xuất gia, không thể nào là người tại gia. Điều tiếp theo nữa, cái người mà được Phật thọ ký đó phải chứng thiền, có thần thông. Quý vị biết là khi mà Bồ Tát của mình tên là Xú Mê Thá đó, Ngài được Phật Nhiên Đăng thọ ký đó, thì Ngài là một vị đạo sĩ ngoại đạo, nhưng mà Ngài có thiền định, có thần thông, chứng được cái phi tưởng, phi vi tưởng. Ngài có thần thông. Cho nên một vị Bồ Tát chánh đẳng giác kinh khủng lắm, được Phật thọ ký, cái người đó kinh khủng lắm chứ không phải như mình đâu. Cho nên làm gì có cái chuyện mà đi ăn xin, mà xin một ngày mà chỉ được có mỗi một muỗng dầu, chuyện nó không bao giờ xảy ra. Rồi cái nữa, để mà được Phật thọ ký đó, thì người đó phải làm một cái hạnh lành kinh khủng, sẵn sàng bỏ cả tánh mạng. Có nghĩa là như Bồ Tát Xú Mê Thá, Ngài sẵn sàng, Ngài lấy cái thân Ngài trải ra làm cái đường đi cho Đức Phật và 1250 vị tỳ kheo đi ngang qua. Mà quý vị biết là đi như vậy thì chắc chắn là phải chết. Nếu như mà đi đó thì chắc chắn phải chết, mà Ngài sẵn sàng, Ngài trải cái thân Ngài ra để Ngài lót đường cho Phật đi qua. Ngài sẵn sàng Ngài chết. Thì phải làm một cái hạnh lành đủ lớn như vậy, cái muỗng dầu nó không đáng. Sư xin thưa, nếu mà mình nói là một ngày mình xin được có một muỗng đó thì cùng lắm mình đói một ngày, một ngày đói không có chết. Con người đói một tuần thì quả mai mới chết, một ngày đói không chết thì không đủ. Rồi cái nữa thì vị đó phải là người phát nguyện, phải trước mặt một vị chánh đẳng giác phát nguyện là con xin nguyện là con sẽ thành một vị chánh đẳng giác trong cái đời vị lai thì mới thành tựu. Còn chứ không, khi không mà mình cứ lẳng lặng mình tới rồi mình làm cái gì đó rồi mình đi về, mà mình gọi nó là ba la mật, thì sư xin thưa không phải. Tại vì mình thiếu cái mục đích, thiếu phát nguyện. Không phát nguyện thành chánh đẳng giác thì không thể nào thành chánh đẳng giác. Cho nên khi mà sư đọc nhiều, học nhiều kinh điển, thì sư thấy cái câu chuyện này là câu chuyện để khuyến khích người ta thôi. Nhưng mà cái người mà sáng tác ra câu chuyện đó, họ không hiểu về giáo pháp, cho nên lỗ hổng nó tùm lum hết. Tuy nhiên như sư đã nói, cho dù mình cúng dường đến Đức Phật chỉ là một cái cúi đầu, một cái lễ lạy, bất kỳ một cái gì đi chăng nữa, như là vua A Dục quý vị, trong cái kiếp mà Ngài sanh ra làm thời Đức Phật ấy, Ngài chơi mấy cái trò mà con nít nó nắng đất sét ấy, rồi nắng thành cái nhà, cái kho này nọ, thì khi thấy Phật đi ngang qua thì đem cái cục đất sét đó đó đặt bát Đức Phật, đặt nó là cho
cúng dường cái kho này, cúng dường cho Ngài. Và quý vị biết là cũng chỉ vì cái trò chơi con nít đó thôi đó, mà sau này Ngài trở thành một vị vua A Dục, coi như là chinh phục cả một cái xứ Ấn Độ, và là cái người hộ pháp nhiệt tình nhất trong lịch sử cận đại của mình. Thì quý vị thấy, nếu như mà có một người mà xứng đáng được cúng dường và trân trọng, thì cái người đứng đầu đó chỉ có thể là Đức Thế Tôn. Do đó Ngài được gọi là A-la-hán. Và cái ý nghĩa cuối cùng, Ngài được gọi là A-la-hán bởi vì Ngài không hành động như những kẻ ngu. Những kẻ ngu đó là sao? Làm những việc ác nhưng mà che giấu và tự khoe là mình thông minh. Ngài không có cái đó. Ngài không có những cái lời nói, hành động, suy nghĩ bí mật sợ người ta biết. Cho nên Ngài được gọi là A-la-hán. Quý vị biết là có những cái nhà vua đó, họ phái thám tử tới dò xét coi Sa môn Gotama là người như thế nào, có những cái hành động bí mật hay không, có những cái lỗi lầm nào mà che giấu hay không. Thì những cái tay mà thám tử đó dò xét thì thấy là Ngài suốt mấy năm trời sống nói sao thì làm vậy, và làm sao thì nói vậy. Ngài sống giữa hội chúng đông người như thế nào thì khi Ngài có ở một mình, Ngài sống cũng y như thế đó. Ngài không có cái chuyện gì mà Ngài giấu giếm, Ngài lầm lỗi, Ngài phải che giấu, Ngài sợ người khác biết, Ngài không có. Còn chúng sanh ấy, thường mình làm những cái chuyện bất thiện, những cái chuyện xấu ấy, mình giấu, giấu kỹ lắm, giấu không cho ai biết hết trơn. Mà quý vị biết là có những người họ nói là nếu như mà lôi ra hết những cái suy nghĩ trong đầu của mình ấy, lôi hết ra ngoài đó, thì chắc chắn là một người đó đáng bị tử hình. Tại vì trong cái suy nghĩ của mình có những suy nghĩ bất thiện, nó kinh khủng lắm quý vị. Mà nếu như mà lôi ra ngoài là đáng bị tử hình. Mà quý vị biết là có một cái anh tù, anh nói với Ngài Ajahn Brahm, anh tâm sự với Ngài như thế này nè: con bị oan, thật sự con bị oan, nhưng mà con vui lắm. Tại vì người ta bắt con, lần này người ta bắt con là họ bắt oan con, nhưng mà nếu như mà họ bắt đúng tội con á, con bị tử hình rồi, cho nên con vui. Quý vị biết Việt Nam mình thì có câu là thành thật thì sẽ được khoan hồng. Mà mấy cái anh trộm cướp á, mấy ảnh vô tù, mấy ảnh nói thành thật là ở luôn trọng chứ không đi ra đâu. Hơn là mấy cái tội mấy anh bị bắt á, là ít, còn mấy cái tội không bị bắt nó nhiều lắm. Và mỗi người trong số chúng ta đó, lúc nào cũng có những cái mặt trái, có những cái mặt khuất. Mình có làm, mình có nói, mình có suy nghĩ như vậy, nhưng mà mình giấu không dám cho ai biết. Nhưng mà Đức Phật không có chuyện đó. Ngài không bao giờ mà Ngài che giấu một cái hành động, lời nói hay suy nghĩ nào. Quý vị biết là trong 6 năm khổ hạnh đường già đó, khi Ngài còn là một vị Bồ Tát, Ngài chưa có chứng đắc đạo quả gì hết, Ma Vương ấy tới kêu Ngài: thôi Ngài quay về đi, Ngài hưởng dục đi, Ngài làm vua chuyển luân vương nó sướng hơn, đi tu làm gì cho cực khổ đầy đọa thân xác vậy. Thì Ngài mới nói: ông biến đi, đuổi Ma Vương đi. Thì Ma Vương mới nói: được rồi, rồi ta sẽ cho ông biết ta là ai. Và quý vị biết là trong suốt 6 năm mà Đức Phật khổ hạnh ấy, Ma Vương liên tục đọc tâm của Bồ Tát để coi coi Ngài có cái suy nghĩ bất thiện nào hay không. Thường mà mình phải nói là một ngày mà mình ráng không có suy nghĩ bất thiện là mình kinh khủng lắm. Nhưng mà Ngài trong 6 năm trời, Ma Vương theo dõi từng cái dòng tâm thức của Bồ Tát,
không tìm ra một cái suy nghĩ bất thiện nào. Kinh khủng như vậy. Thậm chí đó, có một lần Ngài thấy là khi Ngài còn là Bồ Tát, Ngài thấy những cái vị vua, vị quan mà xử oan cho dân chúng, rồi dùng những cái hình phạt, hành hạ, đánh đập để mà đàn áp người ta. Ngài nghĩ tại sao không dùng một cái xã hội pháp trị, có nghĩa là dùng cái đạo đức để mà cảm hóa người dân thì có phải tốt hơn hay không? Ma Vương bắt lấy cái đó. Ma Vương nghĩ cái này, cái suy nghĩ này nó hơi đời. Và Ngài, Ma Vương hiện ra nói là thôi bây giờ Ngài về đi, Ngài làm vua đi, rồi Ngài làm chuyển luân thánh vương, rồi Ngài tha hồ, Ngài trị dân chúng của Ngài theo cách của Ngài. Con này, con sẽ là cái người hộ trì tích cực nhất cho Ngài. Và bằng cái thần thông của Ngài đó, Ngài chỉ cần kêu hãy là vàng đi thì ngay cả cái ngọn núi Tu Di cũng biến thành vàng cho Ngài sử dụng. Có nghĩa là Ngài chỉ cần Ngài làm vua thôi, tài sản Ngài xài không hết. Nhưng mà Bồ Tát khi đó Ngài nói đó, năm cái quả núi Tu Di như vậy thì cũng không diệt được cái tham dục ở thế gian, cũng không làm cho thế gian hết khổ, thì làm vua để làm gì? Và thế là Ngài đuổi Ma Vương đi, Ngài tiếp tục cái con đường khổ hạnh của Ngài. Quý vị thấy, bản thân Ngài đó còn là Bồ Tát đã như vậy, huống chi là sau khi đắc thành Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài không còn những cái lời nói, hành động hay là suy nghĩ bất thiện mà Ngài phải che giấu. Cho nên Ngài được gọi là một vị A-la-hán. Và đó quý vị biết là mình là những người rất là có phước, quý vị biết không? Và trong số những con người ở đây, có những người mà sư hết hồn. Có nghĩa là sư nghĩ con người này chắc học cũng chơi thôi. Nhưng mà không ngờ đó, có những con người giỏi, thật sự giỏi giáo pháp, và có cái lòng cầu đạo rất giỏi. Và quý vị là những người rất là hiếm có. Nghe được, hiểu được niệm Phật là niệm như thế nào mới được gọi là niệm Phật. Niệm Phật cho đúng chánh pháp, quý vị nghe được cái này, quý vị hành theo được cái này, quý vị là những người rất là hiếm. Còn nhiều người, rất nhiều người họ không biết niệm Phật là niệm như thế nào hết. Họ chỉ hành theo một pháp môn mà sư Tạm gọi là réo tên Phật, chứ không phải là niệm Phật. Uổng lắm quý vị. Mà sư không có tiếc gì hết á. Không có tiếc gì hết. Giống như là khi mà Đức Phật thành quả vị vô thượng chánh đẳng giác ấy, Ngài nghĩ là Ngài sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, thì Ngài nghĩ đến hai cái vị đạo sĩ, đó là Ngài Alara Kalama và Ngài Uttaka Ramabutta. Thì khi Ngài nghĩ cái việc mà sẽ thuyết pháp cho hai người này, thì chư thiên mới báo là vị đạo sĩ Alara Kalama thì đã chết ngày hôm qua, và vị đạo sĩ Uttaka Ramabutta thì chết được 7 ngày rồi. Thì Đức Phật không có tiếc, mà Đức Phật nghĩ cái người này đã bỏ lỡ một cái hạnh phúc lớn lao. Vị này đã thiếu phước, không có cơ hội để tiếp xúc với chánh pháp. Thì cũng như vậy, có những người đó, mặc dù thì nói là niệm Phật nhưng mà không hiểu được niệm Phật như thế nào cho đúng, thì phải nói là rất là đáng tiếc cho họ. Thật sự mình phải có một cái nghiệp như thế nào đó, mình phải tạo một cái phước như thế nào đó thì mình mới tiếp xúc được chánh pháp, mình mới hiểu được Đức Phật là người như thế nào, mình mới có được niềm tin nơi Ngài một cách đúng đắn. Chứ còn xin thưa đó, nếu mà mình chỉ có béo gọi tên Phật không thôi, tới hồi mình bỏ đạo bỏ dễ lắm quý vị. Bỏ dễ ẹt, tại vì mình đâu có hiểu Phật đâu. Khi niềm tin không đi kèm với trí tuệ thì niềm tin đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Trong khi đó pháp môn niệm Phật, tùy niệm Phật đúng đắn là một cái pháp môn niềm tin đi kèm với trí tuệ. Hiểu Phật thì mới tin Phật, càng tin Phật thì càng hiểu Phật, và càng hiểu Phật thì càng tin Phật. Nhờ như vậy, một người hành thiền pháp môn niệm Phật là một người tạo nhiều công đức và hướng đến cái đạo quả giải thoát cho đời sau kiếp khác.
Thì ngày hôm nay sư chỉ mới giảng xong cái đầu tiên là cái A-la-hán thôi. Còn chính cái hồng danh tiếp theo thì sẽ dành cho những buổi sau. Và sẽ lặp lại ha, từ giờ trở đi thì mọi người tập đổi qua cái đề mục niệm Phật trong suốt cái thời gian này để mình trải nghiệm niệm Phật là niệm như thế nào. Rồi bây giờ trong cái thời gian còn lại đó thì có ai có câu hỏi thắc mắc gì hay không? Dạ thưa sư, trước giờ con vẫn nghe nói là Ma Vương, nhưng mà rốt cuộc Ma Vương là ai à? Có phải là tâm của mình không à thưa sư? Thực tế đó, Ma Vương, nói về ma thì có nhiều loại ma lắm. Thứ nhất là cái ngũ uẩn, cái tấm thân ngũ uẩn này nè, bản thân nó là ma. Bởi vì nó sai xử mình, nó chi phối mình, nó là ma. Cái thứ hai là cái phiền não, nó cũng là ma. Ví dụ như tham, sân, si, hoài nghi, trạo hối, rồi hôn trầm, thì bản thân nó cũng là ma. Những cái phiền não nó cũng là ma. Tiếp theo nữa đó là cái chết, bản thân nó cũng là ma, nó là tử thần, nó cũng là ma, bởi vì nó gieo rắc cái chết cho mình để mình chấm dứt cái mạng sống, bản thân nó cũng là ma. Rồi cái nữa chính là chư thiên ma, có nghĩa là những cái vị trời mà có tà kiến thì mình gọi nó là ma. Thì cái mà cô hỏi là Ma Vương ấy, thì ở đây là được hiểu là vị chư thiên ma, là vị này là ở cái cõi tha hóa tự tại, vua của cõi tha hóa tự tại. Vị này khuyến khích mọi người làm thiện, khuyến khích mọi người tu hành, thậm chí tu thiền cũng khuyến khích nữa, làm thiện cũng khuyến khích, bố thí, giữ giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, khuyến khích hết. Đừng có hiểu lầm, vị này khuyến khích mọi người làm thiện, nhưng mà miễn làm sao anh đừng có thoát khỏi luân hồi là được rồi. Giống như quý vị nghĩ là mình là người quản lý cái đất nước của mình, anh ở trong đất nước, anh làm kinh tế, anh phát triển đất nước tôi ủng hộ anh, miễn là anh đừng có vượt biên, anh đừng có đi ra chỗ khác, anh đừng có chạy ra khỏi cái phạm vi quản lý của tôi là được. Còn ngoài ra ở trong đây anh làm thiện, anh làm phước tha hồ. Cái vị trời này cũng vậy. Trong cái tam thiên đại thiên là trong cái vùng quản hạt của vị trời này. Và khi mình ở trong đây đó, mình làm thiện, vị này ủng hộ. Mình tu thiền, vị này ủng hộ. Miễn là đừng có chứng thánh, đừng có thoát cái dòng giải thoát, đừng thoát sanh tử là được. Còn mình mà đòi thoát sanh tử, là mình thoát khỏi cái phạm vi quản lý của vị này, là vị này sẽ phản ứng. Do đó, chính vì cái việc mà vị này phản ứng mới được gọi là ma, chứ không phải là vị này ba đầu sáu tay kinh khủng dữ dội, không phải. Vị này phước dữ lắm chứ không phải thường đâu. Dạ, bạch sư, nhân nói về Ma Vương thì sư cho con hỏi là khi mà Đức Phật là lâm thì Ma Vương có đến gặp Đức Phật và Đức Phật hứa với Ma Vương là 3 tháng sau sẽ nhập Niết Bàn. Tại sao thì mà Đức Phật lại phải hứa với Ma Vương như vậy? À, xin sư giải thích ạ. Dạ, cảm ơn sư. Đơn giản tại Ma Vương thỉnh, không có ai thỉnh Ngài trụ thế hết. Ngài đã 3 lần gợi ý cho Ngài Ananda là có thể thỉnh Như Lai trụ thế, nhưng mà Ngài Ananda đó không có thỉnh. Và khi đó Ma Vương thỉnh Đức Phật nhậm Niết Bàn, thì quý vị biết là thỉnh lần đầu Đức Phật từ chối, thỉnh lần hai Đức Phật từ chối, mà thỉnh lần ba thì nếu như Ngài muốn từ chối thì phải có lý do. Nhưng mà Ngài quan sát thấy là Ma Vương thỉnh hợp tình hợp lý, cho nên là Ngài nhận lời. Và khi Ngài nhận lời như vậy thì tự nhiên thì mình gọi là hứa, nhưng mà thực tế cũng là Đức Phật nhận lời thôi. Giống như mình thường mà mình xin xỏ cái gì đó 3 lần ấy, thì 3 lần rồi thì 1 là từ chối, 2 là đồng ý. Thì trong trường hợp này Đức Phật đồng ý, tại vì Ngài thấy là cũng
hợp thời rồi. Có nghĩa là sao? Thứ nhất, 3 tháng này đủ cho Ngài sắp xếp hậu sự, sắp xếp cho tăng đoàn hết, đủ cho Ngài sắp xếp. Cái thứ hai đó là Ngài xét thấy là thông lệ của chư Phật là không có sống hết tuổi thọ. Thường chư Phật để mà Ngài kích thích cái lòng tinh tấn của chúng sanh ấy, cho nên là Ngài chư Phật lúc nào cũng sống 2/3 tuổi thọ thôi. Cho nên là Ngài 80 tuổi thì Ngài thấy là hợp lý rồi, Ngài có thể viên tịch rồi. Và điều nữa là có Ma Vương thưa thỉnh. Và Ma Vương thưa thỉnh 3 lần như vậy, không có ai thỉnh Ngài chủ thế hết, thì Ngài tự nhiên là Ngài đồng ý với Ma Vương thôi. Dạ mô Phật, kính bạch sư. Sư cho phép con được hỏi là trước đây á, thì con cũng có được tìm hiểu qua giáo lý nhà Phật, thì con biết là cái bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam thì đa số bây giờ là bên cái hệ phái gọi là Bắc Tông thì ít có ai quan tâm và được học. Nhưng mà con cũng được các vị lớn cho biết là cái Đại Tạng Kinh Việt Nam này chính thực sự là từ cái kim khẩu, con không biết dùng từ, đại khái là từ kim khẩu Đức Phật thuyết từ cái thời Phật còn tại thế. Còn những cái bộ kinh sau này, thí dụ mà Hoa Nghiêm hay là Pháp Hoa hay là Di Đà gì đó, thì nghe nói là từ bên Bắc Tông hoặc là Trung Hoa gì đó truyền lại. Thì Phật tử tụi con bây giờ cũng rất là băn khoăn, cũng không biết là những cái bộ kinh đó thực sự là bắt truyền hay là chính từ cái thời của Đức Phật truyền lại. Thì mô Phật xin thưa sư, thì sư quan hỷ giải thích cho con biết cái bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam đó thực sự bây giờ có phải đúng từ kim khẩu Đức Phật, và tại sao bên cái phía mà hệ phái Bắc Tông đó, tại sao người ta không quan tâm và cũng không, Phật tử tụi con cũng không được học đến, và kể cả cái trường lớp của các vị xuất gia Bắc Tông cũng không được quan tâm và học. Tại sao như vậy sư? Quý vị biết là trong cái Bồ Tát giới đó, thì có một giới là không có được đọc những cái tạng kinh mà họ cho là tiểu thừa, mà họ quy xét cái bộ A Hàm của họ là quy xét vô cái dạng tiểu thừa. Cho nên là những cái vị thọ Bồ Tát giới đó là họ không có dám đọc. Thì Pháp Sư Thông Kham, một vị Pháp Sư ở Đài Loan, vị này nói là một cái thiệt hại lớn cho cái nền Phật giáo Trung Hoa đó là nghe lời xúi dục của một số người mà từ chối cái Đại Tạng Kinh A Hàm. Đó là một cái thiệt thòi lớn cho họ. Và cái việc mà kinh thiệt kinh giả thì sư mượn lời của Hòa Thượng Thanh Từ. Cũng có người hỏi Hòa Thượng Thanh Từ câu hỏi tương tự như vậy, và Hòa Thượng nói như thế này: bây giờ đem 2 cái tạng kinh Nam truyền Bắc truyền đem ra so, cái nào mà cả 2 bên có hết ấy, thì có thể đảm bảo là đúng từ thời Đức Phật. Còn cái kinh nào mà không có, bên này có bên kia không có, thì để qua một bên. Mà quý vị biết là chỉ có cái bộ A Hàm là Trường A Hàm, Trung A Hàm, rồi Tăng Nhất A Hàm vân vân, thì nó mới tương đương với cái trường bộ, trung bộ, tiểu bộ, tương ưng tăng chi của mình. Cho nên có thể đảm bảo là cái tạng này đó là tất cả các hệ phái Nam truyền Bắc truyền là giống nhau, và mình có thể yên tâm mà mình học. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái Đại Tạng Kinh Nam truyền còn cái gốc Pali, còn cái gốc của ngôn ngữ Pali là ngôn ngữ gốc, được xem là các nhà khảo cổ được xem là gần nhất từ thời Đức Phật. Nếu như có cái gì mà gần nhất với cái gốc nhất, gần nhất, có thể xem là chính xác nhất, thì chỉ có tạng Pali thôi. Mà bây giờ mình dịch ra là cái tạng kinh Nam truyền của mình. Mà nếu như mà muốn gốc thì chỉ có tạng kinh Pali.
Còn tạng Bắc truyền á, thì truyền bằng ngôn ngữ Sanskrit thì rất tiếc là do cái vấn đề thời cuộc và như thế nào đó họ mất gốc, không còn cái tạng Sanskrit nữa. Bây giờ nếu mà qua Hán tạng không còn cái tạng Sanskrit nữa, chỉ còn có tạng mà phiên âm của tiếng Hán thôi. Cho nên muốn mà tìm được cái gốc để mà so sánh rất là khó. Nhưng mà may mắn mình biết là trường A Hàm tương đương với trường Bộ thì thôi đọc trường Bộ. Trung A Hàm tương đương với trung Bộ, thôi đọc trung Bộ. Nếu như có một cái đoạn nào đó do dịch tiếng Việt mà nó tối nghĩa, không có hiểu nghĩa, thì mình có cơ hội để mà mình dò thẳng qua cái Pali tạng, được xem là gần nhất với thời Đức Phật. Thì được, cho nên tạng Pali được xem là tài liệu nghiên cứu bậc một. Còn những cái khác thì theo cái giới khoa học khảo cổ, bây giờ thật sự quý vị, bây giờ người ta khảo cổ ra tới cái gì rồi, thì có nhiều cái tạng, những cái kinh điển phát triển người ta phát hiện ra là có được sáng tác khoảng 700 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn. Thì lý do tại sao họ sáng tác đó thì bây giờ không có thời gian để mà phân tích, nhưng mà nó cũng ngoài ra khỏi cái phạm vi bài học rồi. Cho nên nó muốn có được cái kinh tạng nguyên thủy chính gốc nhất thì cứ yên tâm học tạng Pali là chắc cú. Thì bây giờ cũng vừa phải lẽ, thì những cái kiến thức giúp quý vị trong con đường tu tập thì đó hoàn toàn nhờ vào trí tuệ của Đức Phật và chư Thánh Tăng. Nếu như có cái sơ suất nào trong cái nội dung và cái trình bày thì đó là cái sơ suất của cá nhân sư. Và xin chia phần phước này đến tất cả chúng sanh có cái lòng hướng về cái đạo tràng này bằng cái lòng cầu phước, mong cho chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Và bây giờ mời quý vị chắp tay lên mình hồi hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dưng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thu sa thu sa thu. A ca sát tha cha bhum ma tha di wa na ga ma hi ti ca punyan tang nan mo di tu a chi rang rak khan tu sa sa nang. A ca sát tha cha bhum ma Thali vanaga mahitika punyan tang anumoditva chiran rakkhantu desanam akasattha ca bhummattha devanaga mahitika punyan tang anumoditva chiran rakkhantu mam param. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Etavata ca ammehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam putu
sukita hôn tu nhạc tơ yô. Idam mi yati nam hô tu sukita hôn tu nhạc tơ yô. Idam mi yati nam hô tu sukita hôn tu nhạc tơ yô. Idam me punyam asavakaya vaham hotu. Idam me punyam nipanasa pachayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.